Chào toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích đánh bạc trên toàn cả nước nhé. Thời điểm này ngoài miền Bắc ấy, thì con bạc đang di cư về khá là mạnh rồi. Thì trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái con bạc giả mồi xốp. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về con bạc giả mồi xốp này, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán này. Bên cơ sở nhà em là bán tất cả những cái phụ kiện dùng để đánh bạc, ví dụ như là keo đánh bạc này, lưới đánh bạc này, đấy, loa đài, âm ly. Thì bác nào mà có nhu cầu sử dụng về cái phụ kiện dùng để đánh bạc ấy, thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng. Số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn các bác có thể là kết bạn Zalo thì bên cơ sở là sẽ gọi hình ảnh cụ thể này. Còn cái thứ hai nữa sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho các bác. Còn nào bây giờ thì đi vào giới thiệu chi tiết về con bạc giả xốp này để cho các bác cùng nắm bắt được này. Con bạc giả xốp này thì nó phù hợp với tất cả các mô hình các bác đánh bạc. Ví dụ như anh em đánh dập lưới này là cũng có thể sử dụng được này. Cái thứ hai nữa anh em đánh lưới này. Và cái thứ ba nữa anh em đánh mô keo thì chúng ta đều sử dụng được. Bởi vì khi chúng ta mà có một cái dàn vạc mồi đấy, nó càng nhiều thì khi anh em đánh con vạc nó xuống thì là càng dễ. Đấy, còn con vạc giả xốp này thì toàn bộ nhà em là bên cơ sở nhà em là làm bằng xốp. Đấy, hàng xốp khối này thì ưu điểm của nó thì ví dụ con vạc nó có bị ngã trong vũng sình lầy thì các bác cũng có thể là rửa qua phát là ok thôi. Đấy, còn một con vạc như thế này thì giá của nó chỉ có vài chục nghìn đồng thôi mà các bác sử dụng được vài vụ. Đấy, bảo hành cho các bác là đánh tầm khoảng 6-7 tháng, phơi nắng phơi mưa thì vạc cũng không bị bay màu. Đấy, con vạc này thì nhiều video quay cho các bác rồi. Đấy, khi sơn thì bên cơ sở sơn rất là kỹ, là sơn nót và sơn màu ra bên ngoài là tổng cộng là hai lớp sơn. Thì khi anh em mua về sử dụng thì nó sẽ không bị bay màu như là những cơ sở khác bán hàng. Còn đối với một con vạc như thế này này các bác này, đấy thì cách thức sử dụng của nó thì nó đơn giản thôi. Các bác mua về thì các bác chỉ cần lấy cái que các bác cắm trực tiếp vào đây. Ví dụ bãi của các bác nó sâu nước thì các bác lấy cái que dài, còn bãi lông nước thì các bác lấy cái que ngắn thôi. Các bác cắm trực tiếp như thế này. Đấy, muốn con vạc nó đứng lên thì các bác có thể là cắm ngửa ra như thế này, hoặc là muốn nó cắm bình thường thì ví dụ như em cắm thì em sẽ cắm thường thường kiểu như thế này là ok. Đấy, còn một con vạc như thế này này, ví dụ toàn bộ là sơn theo kiểu vạc già thì khi anh em để dưới bàn nó sẽ sáng bàn hơn. Thì toàn bộ là phần dưới sườn đây thì sẽ sơn màu trắng xám này, còn bên trên là sơn màu đen. Đấy, ở giữa đây thì vạch cho nó một cái màu. Đấy, và mắt thì vẫn là màu đỏ thôi, mỏ màu đen. Đấy, toàn bộ một con vạc thì làm hình hài như thế này. Còn thực tế thì quay video cho anh em thì anh em sẽ ngắm được cái form dáng của con vạc thì nó đẹp như thế nào thì anh em nhìn thấy nó sẽ ok. Đấy, còn số lượng bạc hiện tại bên cơ sở bán hoặc là keo đánh bạc hoặc lưới thì trong thời điểm này bán rất là chạy, bởi vì hiện tại ngoài miền Bắc thì nó đang là cái đầu mùa, và mùa đánh thì con vạc nó anh em đặt hàng mua với cái số lượng nhiều ấy thì bên cơ sở là luôn luôn là có số lượng, bởi vì bây giờ đã cắt đến hiện tại thì nhà em đang có tầm khoảng gần 2.000 con rồi. Để cắt thì nói chung là bộ này bán gọi là một phần thôi, còn đa số nếu mà mạnh nữa thì bên cơ sở là sẽ tập trung bán vào cái bộ từ cuối tháng 6 âm lịch trở ra là sẽ bán với cái số lượng nhiều hơn. Thì giá cả lúc đấy thì vẫn giữ được với cái giá hiện tại như các bác mua ấy, thì lúc nào cũng rẻ hơn những cái cơ sở mà người ta cứ cắt đến đâu người ta bán đến đấy thì lúc nào nó cũng đắt. Và cái thứ hai nữa, các bác cần mua hàng thì nhiều khi nó bị chậm. Nhưng các bác mà đã đặt niềm tin bên cơ sở chỉ cần điện phát là chỉ 2-3 hôm các bác nhận được hàng thôi. Còn giá của nó thì chỉ vài chục nghìn đồng như một con thôi nhé. Nếu các bác mua hàng thì liên hệ với số điện thoại để ở góc màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.